Mày rồi, Mày anh rồi á. trời, tôi tưởng nãy giờ anh không lên được không á. Thiệt tắt mới, tắt máy, reset máy lại đó, đó. đúng rồi, cái máy anh nó sắp nổ rồi. Rồi Rồi anh muốn nói gì nói đi. anh chị trên diễn đàn nha. Cái thứ hai nữa là để anh nói là một ai anh IQ nè. Cái câu anh nói trâu già khoái gặm cỏ non đúng không? Cái câu đó là người ta sửa chữ rồi đúng không? Cái câu chính xác của nó: trâu già phải gặm cỏ non, đúng chưa? Tại con trâu nó già, nó không có răng, nó ăn ăn cỏ non nó mới ăn được. Chứ anh bây giờ anh già, anh rụng răng, con chiên cơm cho anh ăn được không, hay anh phải hấp cháo, đúng chưa? À, một câu này mới mốt đừng bao giờ nói cái câu già khoái gặm cỏ non nha, là bỏ câu đó đi. À, rồi cái thứ hai nữa nói cho anh nghe nè: cơ bản giữa dương và trung đúng không, là gọi là dằn lòng để nói chuyện với anh. Còn khi nhìn về anh á, anh có thể là anh cho dương là gọi với trung á, là tuổi trẻ, gọi là giống giống như ngựa non háo đá đúng không? Anh nghĩ là dương với trung sẽ đón mò với anh. Dương không bao giờ đón mò, một khi dương chưa biết được điều gì dương chưa bao giờ dương nói. Còn ở đây dương không nói điều gì về anh, đó là dương tôn trọng anh, tôn trọng chính kiến của anh, nhưng cái chuyện gì ra chuyện đó nha. Còn anh nói anh muốn lên đây, anh muốn tìm hiểu để anh sau này anh về Việt Nam sinh sống. Xin lỗi anh, câu này đừng bao giờ nói. Người Việt Nam của mình á, anh nói cái điều gì á, anh phải chạm đến trái tim của người khác. Người ta nghe, người ta cảm nhận và người ta rung động. Giống như anh đi anh tán gái vậy thôi, đúng không? Thì khi anh tán gái, người ta cảm thấy rung động thì người ta tin anh lời nói là lời nói thật. Còn người ta không rung động có nghĩa là anh chưa được một cái điều gì cả. Nên ở đây nói cho anh nghe nè, anh nói anh chia sẻ trên trang nhà của anh chia sẻ những cái điều đó để mọi người để vô comment. Xin lỗi anh làm bạn với những người toàn là ở hải ngoại không, thì cái thông tin họ nắm được về Việt Nam, cái phần trăm chính xác nó được là bao nhiêu phần trăm, mà anh nói là để họ comment vô rồi anh rút kinh nghiệm từ trong đó. Đó là một cái lời ngụy biện của anh nha. Dương nói thẳng một lời ngụy biện của anh. Nếu như anh muốn tìm hiểu về tất cả những cái điều đó về Việt Nam, anh phải tìm từ những thông tin. Chẳng hạn anh vào anh nói ở Trung, IQ muốn tìm hiểu này, hoặc là Dương IQ muốn tìm hiểu điều này, xong có thể chính xác hay không, hay em có thể hai bạn trả lời cho mình cái điều này đúng hay không. Đó là những cái thông tin anh cần chính xác nhất, đúng chưa? Còn ở đây trên phương diện là lúc nãy Trung cũng có nói rồi đúng không, rồi kể cả em Đạt lên cũng có nói rồi. Mà bây giờ nếu ở đây ngồi lại mà nói nhiều thì thấy nó cũng không có công bằng cho anh lắm. Tại vì nhiều người quay lại đánh một mình anh quá. Không phải là gọi là từ đánh nữa, xin lỗi em, mà nói là tranh luận chất vấn với anh là Chỉ trích, dùng từ chỉ trích là đúng luôn. đó, đúng không? Nó không hay. Nên năm nay Dương không muốn nói. Nhưng mà tại vì cái anh dòng do, cái câu mà anh nói là muốn một đi, anh chọn một con đường bằng phẳng, con đường chông gai đó. Giờ Trung giải thích là con đường chông gai thì đương nhiên là anh phải ngắn hơn con đường bằng phẳng, đúng không? Đó cũng là một cái ý đó. Còn Dương nói thêm một cái ý nữa: một người mà chấp nhận bước vào con đường chông gai để đi, đương nhiên là người ta, mục đích của người ta là nhanh đến đích trước, nhanh đạt được cái mục tiêu của họ trước. Mà bản thân trước khi họ đi, họ biết được khả năng của họ chịu đựng đến cái độ đau đó nó như thế nào. Ở đây là nhìn rõ được cái điều đó. Anh lên diễn đàn, tất cả những người từ ha Jason Bùi bỏ qua bên, Hùng Lân là bỏ qua bên, chỉ có Sơn Kho Lo, Sơn Tây Kho Lo là người nói chuyện có thể là ở đây chấp nhận được. Cộng với anh là một người nổi trội nhất trong số người này, nên Bình vấn tĩnh nhất luôn á, anh đánh giá đúng cao luôn. rất là mạnh, đúng chưa? Nên chính vì anh phải hiểu được của anh là như thế nào, nên anh mới bước vào trong cái con đường khó khăn nhất anh đi. Mà con đường anh khó khăn đi mà anh đã đi được rồi, tất nhiên là anh sẽ thành công nhanh hơn mong đợi, đúng chưa? Nên ở đây trên phương diện Dương chỉ nói một phần thôi, Dương cũng không nói nhiều đó. Nhưng mà ở đây tại vì nói nhiều quá thì mọi người có thể là nói tại sao công kích anh. Nhưng cái cách của anh muốn tìm hiểu về Việt Nam để anh về đi sinh sống hoàn toàn không lấy được lòng tin của tất cả những người trong diễn đàn này, kể cả Dương. Dương nói rõ một điều cho anh luôn. Còn anh nói anh muốn sống nó thật xanh dễ lắm. Thứ nhất nè, Dương chỉ nói đơn thuần thôi. Khi anh muốn về Việt Nam, đương nhiên chắc chắn anh mang song tịch, đúng không? Tài sản của anh trên đây, đây anh có được quyền anh mua. Ví dụ như trường hợp Việt Nam có tranh chấp, đừng nói Việt Nam, ở cái vùng anh mua đó tranh chấp hay vấn đề gì, đường đường anh, hoặc là xảy ra một chuyện gì, đường đường anh cũng là một công dân Mỹ,
chả có việc gì ảnh hưởng đến anh. Đúng không? Đó là điều rõ ràng. Nên anh đừng mơ mộng, anh tính toán anh những cái gì của anh thực sự, những cái điều đó, Đại Dương đã nói rồi. Anh không chạm được trái tim của người khác, người ta không cảm nhận được, thì đương nhiên người ta sẽ không bao giờ tin vào lời nói. Mà cộng ở đây không phải là một người nói. Mà ở đây Dương cũng nói rồi, Dương không thích cái văn hóa số đông để đánh anh. Nhưng mà ở đây Dương nói cho anh biết là lý tưởng của anh đó là một chuyện. Nhưng anh đừng mang những cái chuyện cũ ra nha. Anh đừng mang một cái tướng, những cái tướng mà rồi anh đem những cái thông tin anh nhận được từ cái đài RFA hay là VOA tiếng Việt thế này kia, những cái, nói thật anh, những thông tin đó ở Việt Nam á, riêng ở Việt Nam nha, chỉ cần nghe cái tên đó thôi đã không muốn nhìn rồi, chứ đừng nói đọc tới cái nội dung trong đó nó nói cái gì. Tại vì sao? Cái điều đầu tiên đọc chừng 3 câu đầu thôi đã biết được nó nói điều gì rồi. Thì chính vì vậy tại sao người Việt Nam sẽ không bao giờ nhìn đó. Không, đương nhiên, tự nhiên chứ anh, tự nhiên mới nói anh được điều này, chứ nếu mà không tự nhiên là không cần đó. Em nói cho anh Bình vừa nghe nha. Rồi với cái việc mà hồi nãy mà anh A Quy anh nói về chú Cầm như vậy á, là từ nay về sau là nếu như có sự xuất hiện anh A Quy, em không bao giờ em cho anh lên những đàn, còn bên anh như thế nào em không biết. Còn Đó, riêng em nói trước trong cái chuyện này, anh A Quy anh nói sai một cái câu đó, nếu đúng ra nó thật anh phải tôn trọng anh Cầm, anh phải xin lỗi. Tại cái điều đó anh chưa nhìn thấy, đúng không? Còn cái chuyện mà anh cứ nghe những người khác, tại cái cách của anh nói là anh chỉ nghe những người kia về Việt Nam ăn chơi, đúng không? Điều đó Dương đồng ý với anh. Cũng giống như Thái Lan thôi, 80-100% người đàn ông qua Pattaya để làm gì? Anh trả lời đi anh IQ. Đó, giờ 100% Việt Nam, coi như 100% người đàn ông, đừng nói là Việt Nam, 100% đàn ông đi qua Pattaya, Thái Lan để làm gì? Ồ, cảm ơn anh Bảo Trâm. Tại vì có những cái tranh luận tí anh. Anh Bảo Trâm nói gì mà em đâu thấy đâu. Có, anh Bảo Trâm anh nói sau khi thấy các bạn chúc một buổi tối vui vẻ. À, ủa sao em không thấy đâu? Ủa sao không thấy? Ủa, máy em sắp nổ luôn hay gì vậy trời? Đúng tại chưa? Vì có một cái comment của Bảo Trâm mà em không thấy nên máy em sắp nổ luôn. Ghê thiệt. Nên mà nói, nói chung là hôm nay em rất là vui khi mà hôm nay em nói chuyện với anh IQ. Tại lần này em nói chuyện với anh IQ thì em rút ra được một điều nữa là em có thể quyết tâm không cho anh lên nữa. Lần trước là có một lần là em đã quyết tâm không cho anh lên rồi, nhưng mà bởi vì cái cách mà nói chuyện nhẹ nhàng của anh lôi cuốn em quá. Em mình thích nhỏ nhẹ, nói chung em thích con gái nhỏ nhẹ lắm. Nên là em mặc định em nhìn anh giống như con gái luôn, nên em coi anh rất là nhỏ nhẹ, em lại để cho anh lên. Nhưng hôm nay rồi, rồi em quyết tâm là chúng ta sẽ chia tay trong nước mắt luôn. À ok, không, trong nụ cười giống trong nước mắt. giờ anh IQ không trả lời câu hỏi này Dương nói luôn. Dương khẳng định với anh 100% đi qua đó chỉ xem xét show thôi. Đạt nói đúng đó, đúng không? Rồi em nói là anh muốn tôn trọng em hay anh không tôn trọng em cũng được. Còn em đó, cá nhân em ở đây em nói là có những người giống giống như ở bên Mỹ nha, có những người chú, em nói là giữa em và chú Cầm hay là em là chú Tư không có một cái xung đột lợi ích gì hết. Không, chú Cầm chú Tư cũng chẳng cho em cái gì để mua cái sự tôn trọng đó nha. À, nếu nên mà có cho đó, đó là cái sự tôn trọng. Là chú Cầm thì chú đã nói hồi nãy anh nói rồi, anh nhắc về cái giữa ba que anh cảm thấy đau lòng đúng không? Mà em nói thật là em đưa cái logo này lên chú Cầm cũng không đau lòng, bởi vì chú Cầm không nằm ở trong cái danh sách mà những người đu kêu đó. với cái thứ hai á, sẵn có anh IQ đây, Dương giải thích thêm cho anh cái logo này, đúng không? Lúc nãy Dương có nghe nghe anh nói ở ở bên diễn đàn này hay diễn đàn của anh Bằng, anh nói có những số người, à nói diễn đàn anh Bằng, anh nói có một số người ở Việt Nam khiêu khích, nói xin lỗi anh, đừng có Benny Trương, đừng có những thằng Tân Thái nha, đừng có những con rô xe đào, thì anh không bao giờ thấy được những cái hình ảnh của người Việt Nam hôm nay phản ứng mạnh về những người như anh. Một câu nói của anh trái chiều thôi cũng bị bắt bẻ. Đó là tại vì sao? Anh phải xem lại Benny Trương, Tân Thái, Rô Xe Đào, những thành phần đó ra sao, thì anh hãy trách những người trong nước. Những người trong nước trong cuộc này, gọi là trong cuộc chơi này, không phải là người trong nước moi lên. Anh phải hiểu điều đó nha anh IQ. Anh Dương nói thẳng anh luôn, anh là người hiểu rõ nhất trong cuộc chơi này. Cá nhân anh á, anh nhìn em, em nhìn anh Bằng, anh Bình Dương và những người anh em đã lên đây live stream rồi, anh nói cho em không phải là dư luận viên đúng không? Vậy em lên đây để làm cái gì? Lên đây cũng đâu phải đi kiếm tiền đâu.
nói bây giờ này, em nói là hiện bây giờ nếu như đúng như giờ giấc bây giờ là hiện giờ em đang còn phải kiểm tra giấy tờ, kiểm tra mail của khách hàng tùm lum hết. Em vẫn lên đây em ngồi em live nói chuyện với anh. 4 tiếng đồng hồ ngồi trên trên live nè, nó thật. Nếu mà để 4 tiếng Dương làm, Dương làm được 400 ngàn. 4 tiếng đồng hồ Dương sẽ làm được 400 ngàn. Nhưng mà Không, bây Dương mất. giờ người ta lên đây đâu có phải là để kiếm tiền. Em lên đây đâu phải kiếm tiền. Vậy em Đó, lên đây để kiếm sự thật hả? Sự thật, thử thật ở trong người tụi em rồi. Sự thật hôm nay là tụi em đã đi rồi nè. Nè, anh Bình Dương hôm nay anh bận việc anh đi không được nè. Sự thật hôm nay là em gặp mặt nè, em thấy nè. Và em có đăng hình ở trên cái Facebook của em á. Cái sự thật hôm nay là em đi đến cái đền tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh ở ngay chỗ cầu Rạch Chiếc đó. không không anh IQ, đối với Dương á, lên đây không phải làm chuyện này để tổ quốc ghi công, không phải, nhưng nó nằm ở Rồi, trong, Tổ quốc sẽ ghi công, anh biết không? nó nằm ở trong Anh đây Dương, gì ở trong đừng đây có đánh đồng nha. Anh nói em nói cho anh nghe một cái câu nói này em đã từng nói rồi, em chỉ ghi thôi em chưa nói lại. Thấy không? Có những người những chiến sĩ bộ đội ở đây có chú Nghĩa hoặc là có chú đã từng đi lính, em nói có những người những chiến sĩ bộ đội đã hy sinh và bây giờ là đắp lên ngôi mộ là vẫn là chiến sĩ vô danh thôi. Họ những chiến sĩ vô danh, họ là những người hy sinh. Những người đã chiến đấu ở bên chiến trường ca đi về. Nha, những cái việc đó thế giới vẫn nói là chưa có một cái lời xin lỗi Việt Nam nữa. Nha, cái vinh quang của họ chưa ai trả cho người ta hết. Nên anh đừng có nói là những người như em lên đây tổ quốc sẽ thi công. Anh nói câu đó nghe nó buồn cười lắm. Anh đang chọc tụi em á hả? đó. Rồi một cái nữa nói cho anh nghe, trên tại sao anh thấy để cái logo này đúng không, anh để cái logo này, anh thấy để cái logo này rất khó chịu. Dương nói cho anh rồi, ở trong việc làm này Dương có một cái mục đích của Dương, tất cả anh em trong đây đều có chung một mục đích. Còn cái vấn đề để cái logo này, Dương đã, trước khi Dương lên live Dương đã từng nói rồi, Dương đã tôn trọng những người lính, những các chú các bác đi theo lính Việt Nam Cộng Hòa, Dương không nói đến. Còn những cái thành phần tại sao Dương gọi là ba que xỏ lá, là những thành phần gì? Những thành phần chống phá đất nước, những thành phần dân chủ cùi trong nước, đó, những thành phần xuyên tạc, đó là những thành phần ba que xỏ lá. Dương nói rất rạch Em rõ, nói chứ Dương không gom hết tất cả mọi chuyện lại nha. Đó, anh ok Bình Dương, anh Bình Dương, anh A chung. Quy á, không phải là ảnh ảnh mà ảnh ở đây nói nè. A Quy nói sai thì bỏ qua đi chung. Em nói anh nghe nè, anh không phải là vô tình nói sai mà anh cố tình anh nói sai và anh chịu đấm ăn xôi em ngồi dưới để coi Tại là tụi em có bắt bẻ hay không. Nếu như mà em bắt bẻ thì thôi anh xin lỗi, còn nếu như anh không bắt bẻ thì coi mặc định cái điều anh nói là đúng. Tiếc em nói anh này. Tụi em á ở đây người Việt Nam đúng là đúng, sai là sai, chứ tụi em không có để mặc định đúng được đâu. nói thật với anh á, Dương nói cho anh một điều này luôn nè, khi tại sao Dương tiếp chuyện với anh, Dương tiếp chuyện với anh để Dương nghe được những câu từ của anh ở một cái nước phương Tây, tiếp cận được cái nền văn minh nói chuyện như thế nào để Dương còn học hỏi. Đó là cái cách Dương nói chuyện với những người, giống như chẳng hạn anh Cầm, hay là Em anh Kiện Ba Chân, hay Anh Kiện là Ba Chân nãy anh nói anh cũng nói kìa, nếu như ai. anh vô tình đúng không mà em đã giải thích cho anh nghe mà sau đó em còn hỏi anh, em nhấn rất là mạnh, em nói thiệt luôn, từ cái lúc mà em nói chuyện với anh đến bây giờ nha, lần đầu tiên hồi nãy em cảm thấy là em bút xúc, em lớn tiếng em chỉ thẳng mặt anh, em nói là anh phải xin lỗi chú Cầm ngay, nhưng mà anh vẫn cứng đơ, Điều đó anh đồng tình với Chung ở cái điểm này. anh vẫn cứng đơ, anh không có một cái động tác gì giống như là biết mình sai hết. Mà anh kêu là anh đi muốn đi học hỏi, anh học hỏi ở cái gì khi mà cái cách cư xử của anh đối với người lớn anh còn không có nữa, anh học hỏi cái gì? Anh học hỏi anh muốn học kiến thức hả? Cái văn hóa em nói cho anh nghe là cái văn hóa không phải là văn hóa mình có hay không, không phải là nằm ở bằng cấp đâu. Văn hóa là từ cái con người anh đó, ý thức con người, cái nhận thức và ý thức của anh, nhưng ý thức con nhận thức anh không có thì làm sao mà anh kêu em dạy chỉ cho anh những cái điều đó được. Người ta đã nói rất là rõ là anh nói sai rồi, nhưng mà anh mọi người ở đây cũng thấy anh nói sai, người ta chửi anh rất là nhiều, nhưng mà anh cũng anh làm như là anh cố tình anh để mà anh chăm chọc chú Cầm, anh muốn chửi chú Cầm. Dương Nên nói là anh này, anh nói anh biết sai anh cũng không xin lỗi. đồng ý cái cách anh có sự mềm dẻo hơn mọi người khác, chính vì điều đó Dương mới lắng nghe. Dương đã lúc ngay từ buổi đầu anh để cái avatar kia, Dương nói anh sao đúng không, rồi Dương từng chỉnh anh từng cái câu nói của anh, tại vì Dương là người nói anh, là Dương là người bảo vệ anh có nhớ không, trên một cái live Dương nói tại sao Dương phải nói anh những câu từ này, tại vì Dương không muốn anh trong cái diễn đàn của Dương bị những người khác người ta chửi. Đó là vì sao Dương mới chỉnh từng câu từ của anh có nhớ cái điều đó hay không?
đúng không? Kể cả Dương đi những cái room khác, Dương gặp anh trong đó, cái cách anh nói chuyện như thế nào Dương cũng để ý, chứ không phải đơn thuần Dương không gặp anh những cái room khác, đúng không? Nhưng mà đó là quan điểm của anh, Dương không nói. Nhưng trên phương diện anh muốn tìm hiểu sự thật thì đương nhiên ở đây là những cái điều này là những điều nói lên sự thật cho anh biết. Hồi nãy á, đã có lúc anh nói vậy nè, chào anh Hùng Thủy. Anh nói về cái chế độ đó không phải là của anh, mà là chế độ đó là của bố anh, anh đi theo. Thì em hỏi anh giờ anh đang đi theo chế độ nào, anh lại lấp liếm, anh lại khận nữa. Ok, nó giống như cái cách mà anh không nhận nhìn nhận được cái chuyện ông Nguyễn Cầu Kỳ ấy. Bởi vì sao? Anh biết nếu mà anh nhìn nhận là em sẽ tấn công vô chỗ đó em nói, nên đâu dám nhận. Nhưng mà anh nên biết là cái chuyện đó lịch sử đã ghi lại hết rồi, không có sửa được. Anh không lấp liếm được chứ không phải gì á. Comment nên, trên bàn phím máy tính nè. Nên ở đây nói cho nghe nè, không phải người anh thấy không? Tất cả những mọi người đều khi anh comment là người ta đều chửi anh, là tại vì sao? Nếu như một người khác anh phải xem lại, đúng không? Còn anh này anh vẫn giữ quan điểm của anh thì ok, cái chuyện đó anh đã chấp nhận chịu đấm ăn xôi, đương nhiên anh phải có một lý do. Nên ở đây trên phương diện Dương đã nói anh rồi, đúng không? Cái giống như trong cái câu chuyện của anh đặt ra anh kể như vậy. Dương đã nói Dương là một người rất là chờ đợi đến có thể là không, để đi, cho ông xem, cho ông nói chuyện chứ có gì đâu lắm. Nén lòng để mà nghe nói chuyện luôn. Nhưng dẫn đến ngày hôm nay anh nói thật sự anh có thay đổi chứ không phải là không, đó là điều ghi nhận. Nhưng cái quan điểm của anh á, tại Dương không muốn là nói những câu từ đó, tại vì những câu từ đó những người gọi là những người chống phá đất nước người ta nói câu đó, mà những người nói câu nói đó đều phải bị người dân trong nước người ta phản ứng lại. Thì chính vì vậy Dương không muốn anh phải dùng những câu nói đó để chi, để người khác người ta phản ứng lại anh. Có thể Dương hiểu, có thể Trung hiểu, nhưng người khác người ta anh phải hiểu điều đó, đúng không? Nên ở đây trên phương diện là anh muốn một cái điều gì, anh phải có một chút gì đó hay trong câu từ đó là anh tự anh cảm được, chứ không phải Dương bắt anh phải làm theo ý Dương. Không phải Dương đây không bắt, nhưng mà Dương chia sẻ anh là những cái câu nói không thể nào chạm đến được đáy lòng của người khác, đúng không? Còn Dương mới nói anh thêm một cái điều này nữa. Anh diễn đàn anh bằng anh nói là những người trong nước gọi là chống phá, tại vì sao? Vất vả đó là do anh chọn mà, đúng không? Ở đây Dương là một người, anh cũng biết Dương người như thế nào, Trung là người như thế nào, anh Bằng là người như thế nào. Cởi mở cho anh, mời anh lên diễn đàn, dù bất kể anh thấy ở mọi người không, kể cả mọi người kêu lóc, nhưng mà ở đây Trung cũng không làm, Dương cũng không làm. Hồi nãy á, nói thật ra là em cũng, tại vì anh Bình Dương nhắc nên em mới nhớ lại, hồi nãy có một cái chị tên là Nguyễn Thái Hoa, chỉ kêu em lóc anh cho anh xuống đi. À, em bởi vì em đang tranh luận với anh mà em phải lớn tiếng em nói chị luôn á. Em nói là chị em muốn tranh luận với anh cho rõ ràng, nên là chính bản thân em còn nói đến những người ở trong nước. Bởi vì sao? Tất cả mọi người đều có muốn có quyền nhìn thấy sự thật nha. Cái cách anh đang thể hiện trên đây là cái sự thật về cái con người chống cộng cực đoan ở Mỹ. Anh là một trong những người thể hiện cái sự thật chân thật nhất để cho mọi người thấy được cái rõ cái bản chất của cái người chống cộng cực đoan ở Mỹ. Còn á, nói đề em đánh giá là khôn thì anh khôn hơn Hùng Lân, Hùng Phạm với lại Hy Sinh Bùi. Chứ còn mà nếu mà nói về cái chuyện mà chống cộng đoan thì anh cũng chẳng thua gì mấy người đó đâu. Cái đó là nói cho anh nghe nè, có một cái bài hát, đúng rồi đó bạn ơi, anh nóng quá. Không phải là Dương đổi thừa, đúng không? Nhưng mà anh á, ngày trước có một câu là kẻ thù buộc ta ôm cây súng, thì ngày hôm nay cũng như vậy, đúng không? Tất cả các anh ở hải ngoại phải bắt người Việt Nam phải lên đời phản biện. Mình là nhân khúc quân hành, kẻ thù buộc ta ôm cây súng đó, nó vậy đó. Đó. Thật ra anh biết sao không? Tại vì sao? Anh phải nhìn lại giống như Dương, tại sao Dương đi đến cái room của ông Tân Thái, Dương cũng bị sỉ nhục, Dương bị chửi xối xả, kể cả anh thấy vừa rồi đó, kể cả ham giết bỏ 10.000 đô ham giết luôn,
kêu ai dứt được chưa? Lấy Hồi nãy người em có nói anh rồi, nãy em có nói anh ấy rồi là anh, nếu mà anh muốn đưa những cái thông tin RFA, VOA tiếng Việt đó, em nói anh đó, anh cứ đưa thẳng qua cho Tân Thái. Em nói với anh hả, anh diễn không có đạt thiệt. Với những cái thông tin mà nắm được như vậy, anh diễn như vậy là không đạt. Anh đưa Tân Thái nó diễn với anh hả, phải nói hả, nước mắt nó chảy liếm không kịp luôn á. Anh phải đưa qua cho Tân Thái cho nó diễn, cho nó nét. Xong rồi nó diễn chưa đủ, nó kêu con nhỏ nào lên nó diễn tiếp, diễn bằng nước mắt xong rồi nó mới quay qua nó sững cồ lên, nó hăm dọa này nọ. Thật ra em muốn đặt câu hỏi này nè, có tiền để làm không, có tiền để hăm tao không, có tiền rồi xong rồi có dám về đây để làm không? thật. Dương nói anh nghe, Dương không cao cả, nhưng kể cả ông Tân Thái nào là nói tôi chết sẵn sàng chết vì tổ quốc thì quê hương, Dương không có bản lĩnh đến nói được câu nói đó. Nói thật, Dương không bản lĩnh để nói được câu nói đó đâu. Nhưng Dương làm được gì cho gia Không đình dám nói đâu, nhưng mà nếu có chuyện là làm đó, à, đúng chứ không? còn mà hả không có hơi đâu mà nói. Nhưng mà cái một cái rõ ràng nhất là anh thấy tất cả ông Tân Thái, ổng có ai để người nào lên trên diễn đàn của ổng nói được hết người ta hay không, giống như diễn đàn của Trung hay diễn đàn của Dương để anh lên nói hết ý của anh hay không? Ông Dương à, ông bằng tuổi bố tôi, nhưng ông không xứng đáng làm chú hay bác, mà ông chỉ xứng đáng làm thằng hoặc mày trong tôi thôi mà thôi. Ủa là sao? Ủa, cái chuyện nó bình thường thôi được phép, có nghĩa là nó không tôn trọng anh, cái chuyện bình thường thôi, cái đó quan điểm của bạn, mình không quan tâm, đúng không? Tay bạn cũng chả làm gì được cho mình. Tại một cái điều á, Anh bạn tham gia vô diễn đàn này có ai làm gì anh đâu, anh trả giá đắt. đúng không? Em mời anh vô, em chủ động em mời anh vô đây nói chuyện, mà anh nói trả giá đắt cái gì, anh trả tiền cho em hả? Anh đưa tiền gì cho em hay sao mà anh nói trả giá đắt, 50.000 hay 10.000? Vừa nãy Còn nói anh. bạn bạn được fan nha, bạn nói nè, thật ra trong cái mối quan hệ xã hội như thế này á, bạn thích thì bạn kêu người ta cái gì cũng được á. Bạn kêu thằng nó xin lỗi, nó xin lỗi mình Dương luôn, bạn kêu thằng chó cũng được nữa. Bạn Mình ngồi trên đây bạn gõ bàn phím, bạn thích bạn kêu cái gì kêu à, bạn ra trước mặt người ta bạn dám kêu vậy không thôi. không vẫn kêu được mà, kêu xong là Ừ. phải đựng để gì nè, kêu xong lấy tay để gì, Ê bậy. Để không không lấy tay để vậy ta vậy hứng răng á, chứ không phải để vậy đâu hứng được răng, rớt đất hết. A Quy biện người ta sỉ vả và nhục mạ đó chung. Ơi Dương cái ơi, đó không phải là anh trả giá nha, anh đừng nói vậy. Tại vì hồi nãy anh nói với em á, là anh lên diễn đàn này, để được lên diễn đàn này anh phải chấp nhận chuyện này đúng không? Nhưng thật ra không phải đâu. Tại vì anh không lên diễn đàn này, anh đi diễn đàn khác anh cũng bị vậy à. Anh nói chuyện vậy hỏi sao không bị vậy? tại vì anh thấy bản thân Dương thấy không, khi bước qua room của Tân Thái thì anh thấy như sao? À bạn gì? Phong Nguyễn, bạn muốn đưa thông tin thế giới, bạn đưa lên đây đi. Bạn muốn hỏi, bạn muốn nói gì bạn cứ đưa lên, thông tin thế giới. Nên trên cái phương diện là khi nói những cái điều á, như nói mà tại sao Dương chỉ nhắc là Benny Trương, Tân Thái hay là Rô Xe Đào, như Rô Xe Đào nữ thì Dương không muốn nói tới nữa không? Tại vì phụ nữ thì chỉ có nhiêu đó thôi nên mình không muốn nói, nhưng mình chỉ nói Tân Thái với Benny Trương đúng không? Còn Benny Trương thì Hiểu rồi cùng Dư Vũ, nói câu đó là hiểu rồi. không cần nói nha. Chú Bình Nương hào cái gì vậy? Linh ca đúng không? Nên ở trên phương diện này ai cũng vậy. Anh thấy Dương đi ở trên diễn đàn của Tân Thái, Dương đâu phải nói chuyện như anh đâu. Nếu mà nói chuyện kiểu như anh á, chưa chắc được ở trên đó được 10 giây. Đó, cái đó rồi anh thấy một cái sự khác biệt rồi. Rồi Dương chỉ cho anh một cái khác biệt thêm nữa. Tại sao? Cái này Dương đã từng nói trước rồi, bây giờ nhắc lại cho anh thôi. Tại sao anh thấy ca sĩ Khánh Ly không? Anh Phong Nguyễn hỏi anh gì anh Bình Dương? Có Dư rồi, với có rồi Phong Nguyễn, mà mình cũng đã nói Phong Nguyễn rồi. Bạn hãy tin vào chính sách đường lối của nhà nước, đúng không?
Còn cái vấn đề mà nói kia, cái đó cái chuyện đương nhiên. Còn cái Chuyện chuyện gì được vậy? hả, cái tờ Chuyện gì báo vậy? Trịnh Xuân Thanh đó mà. À, lại chuyện Nhân Thành nữa hả? Chuyện Thành sao? Thì nói là bị bắt cóc rồi xử À. thằng cái anh hình như 3 năm 4 tháng tù gì đó, đại khái là vậy. Báo chí thế giới ghi vậy hả? Báo của Đức, tờ báo của Đức. Báo Đức đúng không? Bây giờ để em nói về chuyện này cho mấy bạn hỏi nhiều quá tôi trả lời luôn cho. Nè. Về cá nhân tôi nha, báo chí Việt Nam nói là Trịnh Xuân Thanh về đầu thú. Còn báo chí nước ngoài á thì tôi đéo tin. Thẳng báo chí thế giới luôn, đéo tin thằng nào hết đó. Cha con mà cũng đéo tin đó đó, báo chí thằng Anh đó nha. Nha, nó còn nói là nó tố là cái vụ ở thằng cha điệp viên Hai Mang đó. Có tin không? Tin được không? Tin Anh hay tin Nga? Cá nhân tôi tin Nga, tôi không tin Anh. Đương nhiên rồi, Nha. bản thân Rồi cái vụ ở Syria, tin thằng Anh hay tin Nga? Hay là tin Syria? Tôi tiếp tục tôi tin Nga, tôi không có tin Syria, với Syria với tôi không có tin thằng Anh. Vậy mắc mới bạn đưa cái là báo Đức cho tôi phải tin. ba Tôi thằng với bạn tôi nói nè, anh Bình Dương có dịch ra tờ báo là của Đức hay của thằng Anh hay của thằng Mỹ cũng kệ mẹ nó nha. Tôi tin cái gì ở đất nước tôi nè, nhà nước tôi nói, đất nước tôi nói vậy thôi. Tôi không có bàn luận với mấy cái chuyện báo chí nước ngoài làm cái gì hết á. Chứ vậy. đúng không? Nó đâu có nói Nói là vậy vuông chưa? Vuông chưa? Đủ vuông chưa? Lăng tăng. Trời ơi, mày không phục tao, tao nói cho mày phục, mày không phục tao mới lạ đó, mày phục là đúng rồi mày. Nét. Tao chỉ biết là dần Trịnh Dương Thanh sau khi nó về đầu thú rồi nó đang quy án đó. Nó như thế thôi. báo của thằng Khoa Khống. Đơn giản là vậy nè, Phong Nguyễn nói thêm câu nữa. Còn cái chuyện á, như bạn muốn tin vào á, chào em chào đại ca. Nếu mà bạn muốn tin vào á cái tờ báo đó thì bây giờ á đem tờ báo nó giúp gì được cho bạn. Đúng không? Đơn giản vậy thôi. Lại chửi sau khi nó không được chửi hả? Chửi cậy mày chứ, cay lắm rồi đúng không? Cay lắm rồi phải không? Cay cũng cậy mày chứ. Nói Hồi chung nãy á anh Bằng anh không coi được bên kia, muốn nói chuyện Trịnh Xuân Thanh không chung không, em không nói chuyện với anh nữa luôn á. Anh thích ngồi chat, anh muốn ngồi chat ở dưới cho anh Bình Dương trả lời đi. Chứ hồi nãy á anh chửi vô cầm vậy em không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh lợi dụng cái diễn đàn của em để anh chửi xéo vô cầm, em không muốn nói chuyện với anh nữa. bạn Còn nói xin lỗi anh nha, hồi nãy là em đại diện anh em đứng em xin lỗi chú cầm rồi, mà mất công phải xin lỗi chú cầm vậy em nói anh luôn, em không thích nói chuyện với mấy thằng mất dạy với anh, nói vậy á. Đó, anh thích hỏi anh Bình Dương cái gì anh Bình Dương, anh hỏi anh Bình Dương nên anh Bình Dương trả lời cho, chứ còn lại mất dạy đó em không thích nói chuyện vậy đó. anh cũng biết tính chung nó thẳng rồi đúng không anh kêu. Thật sự á anh Thẳng mà đừng giờ em thẳng quá luôn rồi đó, em sợ anh không biết em nói thẳng đây, em nói thẳng quá luôn cho anh nghe luôn á. nhưng mà ở đây á, trên phương diện là ở phương Tây rồi có hai từ là xin chào và cảm ơn đúng không, ở xin lỗi và cảm ơn chứ không phải xin chào lộn. Chào Tuấn Nguyễn, thì bây giờ cái chuyện mình lỡ lời chuyện bình thường, anh ăn cơm mà còn phải rớt mà ngón tay có ngón ngắn ngón dài Tại vì em vẫn chờ, nãy giờ em ngồi em chờ anh xin lỗi mà rốt cuộc anh không xin lỗi chú. thì anh không cần, đó là quan điểm của anh thôi. Chào anh Tư, đó quan điểm của anh thôi đúng không? Mặc dù á, là hồi nãy chú ở đây là em đã xin lỗi giùm anh rồi, nhưng mà cái lời xin lỗi của em nó không có thấm. Còn căn bản á, là mình có mất dạy hay không á, ở đây ai cũng nhận xét ra được hết. Nhưng mà nếu mà người ta nói ra như vậy mà bản thân mình không nhận ra được, nhận thức con người nó cũng ngộ lắm, nó đánh giá nguyên cả con người mình luôn á. Tại vì Nói có vậy thể anh. không phải là một lần, anh ấy kêu phải hiểu là không phải một lần là người ta đánh giá anh, nhưng mà nhiều lần gom lại, đơn giản vậy thôi. Ví dụ như anh sai một lần người ta có thể thông cảm cho anh, nhưng anh sai thành một cái hệ thống thì chắc chắn người ta sẽ không thông cảm cho anh, đơn giản vậy thôi. Chào chú thiên tài. Nè, bây giờ em hỏi nè, các hồi nãy trong đó ở đây có khoảng 59, em coi như 50 người thôi. Ở đây hồi nãy có 50 người mà nghe em nói, nghe khúc anh IQ nói về chú Cầm vậy á. Mọi người cho em cái câu trả lời coi ở Việt Nam như vậy người ta gọi là cái gì? Đó, em chờ mọi người trả lời, anh Bình Dương từ từ đi nói chuyện tiếp, chờ cho mọi người trả lời xong thì nói chuyện tiếp. Cái đó không phải là ý cá nhân em, mọi em muốn coi mọi người nghĩ sao.
Anh chửi gì không, anh đừng có chơi chữ ở đây. Trời ơi, cái đó ai cũng biết hết. Anh để từ từ cho mọi người nhận xét về anh đi. Em không muốn nói về anh nữa. Đó, ai nhận xét làm sao giờ anh ai kêu trong cái câu nói hồi nãy á. Đó, dạ. Đó, anh tự đọc đi. Anh biết ai là Giờ anh ai kêu trong cái câu anh nói biết hồi ai nãy là á. Tướng Nguyễn, anh biết ai nè. Nó hỏi nó hỏi 80 lần đó. Mày đụng tới là mày hỏi, mày đụng tới là mày hỏi. Nói anh thấy không, đọc sơ sơ có mấy comment toàn chửi anh không, mà có ai nói tốt cho anh không. Mà em là hòa nhã với anh từ trước giờ nha, em nói anh em là hòa nhã với anh trước giờ nha, nhưng mà em cay cú cái chuyện này lắm luôn á, chứ không có phải là tự nhiên mà anh đang nói mà em đuổi anh xuống đâu. Thấy không? Ồ, em nói anh à, cái câu mà châu già thích gặm cỏ non không phải là chửi, với cái nếu với điều kiện người đó có làm nha. Anh thấy vô cầm làm gì đó không? Cũng ngồi anh cãi. Anh biết cái câu đó là ai ai nghe nhiều nhất không? Anh ý Dương. anh nói là chú cầm là như đấy, anh còn hỏi, anh còn moi móc, anh kêu tôi dịch cái nghĩa ra để mà tôi giống như anh kéo tôi vô vô dũng lầy với anh hả, để tôi chửi chú cầm lầy hả hả. Ủa dễ dụ tôi dữ vậy luôn á hả? Bà mẹ em coi tôi như mấy thằng con nít vậy. Thì đúng rồi anh, cái câu đó nếu mà nói nếu mà cái câu đó gọi là câu câu chửi mà chửi khéo chứ còn gì nữa anh. Anh thường anh nghe Việt Nam nói rồi đúng không? Anh nghe nói là cái thứ trâu già thích gặm cỏ non. Anh cái thứ anh hiểu từ là Mà đã cái vậy hồi nãy ổng còn khơi miệng, ổng còn moi miệng mình nữa chứ, ổng kêu em chung biết chung dịch đi nữa chứ, má mình nói theo cái mình liệu mình nói theo là mình ăn giọng luôn rồi. không? Nên nên vấn đề đây thì thôi, cái câu đó mình thì nó quá rõ ràng rồi, anh cũng không cần. Anh à, anh đã nói rồi, từ tiếng Việt anh yếu đúng không? Từ tiếng Việt anh yếu, khi anh nói ra một câu nếu anh không hiểu ích nghĩa người khác phản ứng thì anh phải lắng suy nghĩ lại cái câu nói đó đúng không? Có thể là anh nói ok câu này có thể là mình chưa hết hiểu ích nghĩa, đâu có gì đâu Thái Bùi Đình, anh bình thường nè đúng không? Anh phải chờ. Cũng cũng Dương nói cho anh IQ nghe nè, Thôi bây giờ anh nè, em hỏi vô cái người nãy giờ nói chuyện với IQ rất là nhiều luôn, ông Triệu Vũ á, ông thấy câu đó đúng hay sai, ông nói tôi nghe coi. đó là Trương Trần Thiệu Vũ này chưa bao giờ đồng tình quan điểm với anh em mình. Đó, ông Chương Trần Kiều Vũ còn nói tôi là cái người mà nóng tính đó nha, không có hòa nhã nha. Bây giờ tôi hỏi ông Kiều Vũ, ông là người nãy giờ ông nói chuyện với ông IQ nhiều, ông nói cái chuyện đó là đúng hay sai đi. Tôi muốn nghe ông trả lời đó. Gì hỏi anh không phải đâu Thái Bùi Đình, nếu như văn hóa khác thì mình có thể mình nói đúng không, mình chờ Sao trả người lời ta, lâu dữ vậy? mình nói chờ người ta thì người ta góp ý, nếu người ta góp ý mình cảm thấy cái điều đó thì mình có thể mình xin lỗi trước đi đã đúng không, rồi mình sẽ hiểu lại câu đó sau, trả sao trả. Cái gì mà nói là góp ý, câu nói đó là chửi chú cầm nặng luôn á, chứ không phải không đâu. À hay quá, cảm ơn bạn nha chú Vũ, tôi có thể nói chuyện lại với bạn bình thường rồi, ít ra bạn còn nhìn nhận được cái sai cái đúng. Giờ tôi thấy là bạn là nói chung là bạn còn biết nhìn nhận vấn đề. Không, văn hóa phương Đông là tôn trọng người lớn tuổi, là Đạt nói còn thiếu. Tôn trọng người lớn tuổi và người đó sống để cho người ta tôn trọng. Chú cầm đáng để cho người ta tôn trọng. Có những người mà cũng lớn tuổi nhưng đâu được tôn trọng đâu. Chứ nói vậy hồi nữa quay qua chửi tôi, nói theo tôi chửi Hùng Phạm nữa mất công lắm. Thì tôi nói trước luôn, Hùng Phạm không đáng để tôi tôn trọng tôi chửi. Tại vì nó chửi tôi rồi tôi mới chửi lại nha, chứ không phải chú Cầm cũng chưa chửi với anh đó. Anh đừng có nói là chú Cầm chửi anh chửi nha, chết luôn á. Tôi chặn họng anh trước, đừng cho anh chơi bài đó với tôi à. Cảm ơn chú Trường Siêu.
trong đó hồi nãy có một cái đoạn mà anh còn nói, tôi nói thiệt luôn á, anh tự anh cắn lưỡi anh hay ông cái buổi chuyện hôm nay là anh cắn lưỡi anh mấy lần luôn đó nha anh kêu anh cắn lưỡi anh mấy lần luôn, trong cái đó có cái đoạn mà anh nói là Việt Nam Cộng Hòa là chế độ anh, em mới hỏi vậy chế độ của anh ngày xưa là chế độ nào, ông làm trong chế độ nào, anh nói chế độ đó chế độ của ông già anh. Tự mình dẫm chân mình mấy lần đúng không? Ừ, đập cứt mấy lần luôn, tự mình ỉa xong tự đạp luôn. Cái chuyện đó thì anh nói vậy thôi đúng không? Thì bây giờ cơ bản thực sự cái chuyện đó cũng bình thường thôi, anh IQ, nếu anh không gọi là anh không nói thì chuyện của anh thôi. Ở đây chỉ phân tích ra cho anh hiểu cái câu nói đó là nó như thế nào, chứ cũng không phải là còn cái chuyện Hay ghét hiểu. ai vậy thằng Mai? Nhìn cái mặt quên mà thấy ghét. Mặt ai à, vậy Ngô Hiền Mai Chắc nói anh Bình Dương rồi chứ anh đâu kênh không để nói em, nói em lóc bả luôn đâu. thử, nói em đi lóc ngay lập tức. Thái Bình Định muốn lên hả? À gần mặt đi đen á hả, rồi anh ở bên Mỹ anh gần nghỉ nhiều thằng ba que đó, anh gần mặt đi đen là đúng rồi, anh nói đúng rồi anh kêu, em nói thiệt luôn á, anh biết suy nghĩ vậy tốt á, đừng có chơi với đừng có xài mật nữa, gần đèn thì sáng đi anh ơi. Đúng rồi đó, lữ đoàn, cái chuyện đó bình thường thôi mà, mình Đúng sai rồi. thì là lỗi thôi. À, ghét yêu anh Bình Dương luôn, ghê thiệt. Thôi đi, bớt đàn 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 nữ tính lại đi. Em nói anh nè, giống như là ở đây á, mọi người lên đây cũng muốn tranh luận với anh ghê lắm. Thật ra nó tranh luận anh cũng có nhiều cái vui lắm. Em đánh Rồi giá là anh là Hùng Lân cộng với Sơn Tây cộng lại. Mà Sơn kìa, Tây á là Sơn Tây chỉ được 70%, 80% cái của anh thôi. ôi anh Anh chịu, kiểu như là tuyệt đỉnh công phu luôn rồi. anh Triệu Vũ anh còn biết cái vụ kia luôn nữa kìa, anh còn hỏi vậy chứ tôi hỏi anh ai mua màn hình nhỏ 10.000 đô vậy, anh IQ kìa, anh IQ trả lời đi. Ví dụ hỏi gì? Không, Triệu Vũ hỏi ai mua màn hình nhỏ 10.000 đô vậy, IQ À. Chí Phạm nhỉ? Chí Phạm. Mua màn hình nhỏ 10.000. Mua cái thằng đang ngồi dưới đây mà hồi nãy cũng là màn hình nhỏ. Thằng Đạt hình như cũng được mua phải không? Đúng rồi. Đạt cũng À, thằng Đạt bây giờ xẻ thịt ra thôi chứ làm cái gì. thì anh à Phong Phạm, Chí Phạm, anh Triệu Vũ. Quên nữa, Thái Hùng Quỳnh muốn lên kìa, chung có À, quên 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 nữa, nếu nãy mà giờ Thái đâu mà nói chuyện, xuống đi nếu anh thăm. không có gì nói nữa em mời anh ấy lên. Ok, cho anh xuống đi. Xin chào Ok các anh rồi chị nha, chào chào anh IQ. anh muốn lên nãy để em mời lên Thái Bùi Đình nữa.